Đây giới thiệu món lẩu riêu cua nhá. Anh quay Đấy. đây à? Đây, lẩu riêu cua nhá. Đây, nước riêu. Nước riêu đang nấu sủi lăn tăn nó khoáng nhẹ cho nó nổi gạch cua lên. Lẩu riêu cua và rau sống. Lẩu cua bò gà nhá, rau sống rất là ngon. Đây nhá, rau sống cực ngon luôn, rau sống hành tuyệt vời. Đây. Đấy, gạch cua bắt đầu nổi rồi nhá. Gạch cua bắt đầu nổi. Hơi sủi lăn tăn hơi sủi lăn tăn thì chúng ta bắt đầu khuấy nhẹ. Khuấy nhẹ cho riêu nó nổi lên. Khoáng nhẹ nhá. Cua này là bắt ở hồ nhá, cua xịn luôn, chứ không phải cua mua ngoài chợ đâu nhá. Ô gạch cua. Đấy, gạch cua. Ô như nó dính rồi ta. Đấy. Gạch cua rất nhiều nhá, hôm nay mới mỗi người được một bát gạch cua. Đấy, thấy chưa? Lúc nãy nước rất là trong, bây giờ nó lên dần này. Nước bắt đầu nổi dần nhá, nước cua bắt đầu nổi dần nhá. Nước cua bắt đầu nổi dần nhá. Đấy. Đấy. Thấy không? Gạch cua bắt đầu nổi này bà con này. Cua ngon quá. Cua ngon quá, tuyệt vời chưa? Wow, quá ngon luôn. Quá ngon luôn nhá. Sáng nó dậy sớm ấy chị. Để cho nước cua nó nổi đã. Đi mua thích ăn cả sủi cảo quá. Thấy chưa? Đấy, nước cua nhá. Úi xổi, gạch đây nhá. Đây nhá, nổi này. Thấy chưa? Gạch cua bắt đầu nổi đấy, ngon chưa? Ngon chưa? Đây là gạch cua nhá. Đấy. Tuyệt vời luôn. Tuyệt vời luôn nhá. Đấy, rau sống ăn lẩu. Cái nào? Em thấy bọn nó trộn nó ăn. Không, mẹ ơi, đừng cho nó ăn nhé, rất là buồn tè, bảo mẹ chưa té nhà bác. Thấy chưa, cua bắt đầu càng ngày càng nổi lên nhá. Đấy, đang nổi lên nhá này, gạch cua này đấy, gạch cua. Thấy chưa, ngon chưa, gạch cua đang nổi lên nhá. Sủi bồng lên cái thì nó bồng kín nồi luôn. Đây, đấy. Đấy nha, để theo dõi nha. Đấy, bắt đầu này. Cầm vào. Đấy. Kiểu là nó lên này. Thấy chưa? Cua ngon lắm. Cua
Cua này cua đồng bắt vào mùa này là đang là mùa tháng 10. Cua rất là ngon luôn. Đó. Cái gạch cua bắt đầu nổi dần lên nhá. Có miến, có mì tôm. Không sôi rồi đấy. Ấy, đang sôi lên lăn tăn đây nhá. Yeah, đây nhá, nhìn cái gạch cua này. Xui ui ngon quá. Bây giờ múc gạch cua ra đi để cho gà vào. Gà nó múc đi cho mỗi người một lát đi. Ô, vãng gạch cua này. Đấy. Ô. Ăn gạch cua luôn trước à? Ăn gạch cua đi cho xong gà. Yeah. Đấy. Để cho nó gọi. Đây nhá, ui ngon quá. Đấy, mỗi người ăn múc một đi. Ngon quá. Con ăn đâu? Ừ, thịt cua rất là ngon. Rau. Thịt cua ngon tuyệt vời nhá. Nhưng chưa sủi. Sủi rồi đây. Không, đã sủi đâu, để cho nó sủi. Sủi rồi. Nó sủi bồng lên, không rồi đấy. Đây này, sủi rồi, thấy chưa? Sủi rồi đấy, thấy chưa? Sủi thế ăn thua gì? Chưa. Em cứ để sủi đi. Ta đi này đi. Đây nha, bắt gạch cua sống nước lên, ngon chưa? Tuyệt vời luôn. Đấy, bây giờ nếu mà ăn sống trước thì ăn hoặc là cho đậu, cho gà vào. Quá ngon luôn nha. Tôi để ăn cua trước. Cua ngon lắm. Rau sống, thịt gà. Cua vẫn mải mê cơ mà. Ơi. Cua của anh đấy. Đấy, cua bắt đầu trụ sủi đấy. Nó sủi ngon nha. Quá. Nó gạch cua nó thơm lừng cua đấy. Ngon à? Đấy. Rất là ngon nhá. Đậu cua rau nhá. Tuyệt vời chưa? Cho chị đỡ cho. Ngon quá. Đến không? Đây này.